Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại video của mình là Bi đây. Và như trong video trước mình có nói với các bạn, đó là trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm cái cục lọc bio chế này. Đó. Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu về lọc bio. Đó. Nguyên lý hoạt động của lọc bio nó rất là đơn giản. Video trước mình cũng có nói sơ qua. Đó là các bạn nhìn thấy cái thanh ống bên này không? Đó. Thì ở trong đây chúng ta sẽ gắn cái dây sủi trong này. Đó, mấy bạn thấy không khí từ dưới lên. Thì không khí từ bên dưới này bay lên trên. Nó bay theo hướng này lên. Thì nó sẽ đẩy không khí lên. Nó sẽ đẩy luôn cả nước ở bên trong ống đó lên. Tạo thành một cái dòng chảy từ dưới lên trên nè. Đó, từ dưới lên trên như vậy. Đó, dòng chảy từ dưới lên trên. Thì nó chảy lên từ đầu này. Thành ra nó sẽ hút. Hút vô từ đầu này. Đó, nước sẽ hút vô. Từ đầu bên này hút vô bên trong này. Theo cái đường này chảy lên trên. Đó, hút vô xong rồi chảy lên trên. Thì trong cái lúc hút vô này, nó sẽ hút tất cả những cái cặn bẩn xung quanh như đó. Ví dụ như phân cá hay là cái rong này bị xé, bị rách ra, nó cũng hút vô. Và nó hút nước xung quanh vô luôn. Thành ra là những cái bụi bẩn li ti ở trong nước đó, nó cũng được hút vô bên trong này và được cái bông lọc này giữ lại. Ở bên dưới cái cục lọc bio này chúng ta sẽ có nham thạch và sứ lọc. Các bạn cũng có thể để nham thạch không cũng được. Thì cái công dụng của nham thạch và sứ lọc này, đó là nơi trú ẩn của vi sinh. Thì vi sinh nó sẽ trú ẩn ở trong cái những cái lỗ nhỏ li ti của nham thạch và sứ lọc này nè. Đó, các bạn thấy không? Đó, mấy bạn thấy nham thạch nó có những lỗ nhỏ li ti đó, sứ cũng có. Thì những con vi sinh nó xử lý chất thải trong nước, nó sẽ lấy cái đó làm nơi trú ẩn của nó. Và nó sinh sống ở trong đó, nó sẽ phân giải những cái cặn bẩn, ví dụ như là phân cá, ví dụ như những cái chất thải của con cá, những cái chất độc hại NH3 đó, thì nó sẽ làm sạch cái nước của chúng ta. Những cái bụi bẩn li ti nè cũng được nó hút vô bên trong đó và nó xử lý bên trong. Và có một cái điểm đặc biệt đó như thế này đó, khi mà cái luồng nước nó vô đây nè, nó phun lên trên thì nó cũng kèm theo vi sinh luôn. Đó, nó vi sinh sẽ được phun lên trên và được phả ra ngoài hồ của chúng ta, nó sẽ lan ra những cái khu vực khác để nó cũng làm sạch cái nước ở khu vực khác luôn. Đó là lý do tại sao chúng ta nên gắn lọc bio. Đó. Thứ nhất là có thể làm sạch nước nè. Đó. Thứ hai là nơi trú ẩn của vi sinh. Thứ ba là phả vi sinh ra khắp hồ để cho mà vi sinh nó hoạt động khắp cả hồ luôn. Tại vì các bạn biết là vi sinh nó rất là nhỏ. Nó là những con vi sinh vật, nó nhỏ xíu xíu à. Thành ra là nó, cái tốc độ di chuyển của nó rất chậm. Nếu mà các bạn không có tác động gì tới nước á, nước yên tĩnh luôn, thì con vi sinh nó sẽ lết hơn con rùa bò nữa. Đó. Thì làm sao mà nó lan khắp hồ để mà nó hoạt động, nó làm sạch hết khắp hồ được. Thì đây là cái cách mà để cho con vi sinh, làm cho cái nước nó động và tạo một cái dòng của nước, làm cho con vi sinh nó phả ra khắp hồ để mà chúng ta có thể làm sạch được hồ. Đó. Đó, bên này cũng vậy, mình thấy bạn thấy không? Mình để một cục sứ lọc ở bên ngoài, để ở bên ngoài cũng có nơi trú ẩn của vi sinh. Ở bên đây là một cái cục lọc bio, trong cục lọc bio cũng có rất nhiều nham thạch để làm nơi trú ẩn vi sinh luôn. Đó, nó vi sinh được phả ra khắp hồ luôn. Rồi, ok, thì đó là mình nói sơ qua về cái lọc bio, công dụng và những cái tính năng của lọc bio. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái lọc bio này nha. À, rồi rất là dễ thôi. Rồi, ok. Rồi trước mặt các bạn là cái lọc của mình. À, mình lấy cái lọc ra nè. Đó, các bạn sẽ thấy là cái cặn bẩn nó sẽ được giữ lại ở bên trong cái bông lọc này. Nếu mà các bạn làm theo cái cách kia, cái cách mà cái lỗ nhỏ bên dưới này nè, đó, thì nó sẽ làm cho cái cặn bẩn, những cái phân cá nó sẽ chảy ra theo những cái lỗ này khi mà chúng ta dỡ lên. Rồi, làm theo cái cách này thì nó có thể là nó sẽ hút cá con vô, nhưng mà được cái là nó sẽ không bị chảy cặn bẩn ra, nó sẽ giữ lại trên đây luôn. Đó. Thì thành ra là cái lọc này mình sẽ sử dụng cho hồ cá lớn nha các bạn, không sử dụng cho hồ cá con. Rồi ok, mình lấy ra cái này để cho các bạn xem cái cấu trúc của nó, tại vì mình cũng không có cái vật liệu khác để làm, mình mua có nhiêu đây thôi à. Rồi để mình xíu mình gỡ nó ra cho mấy bạn coi. Rồi ok, chúng ta bắt đầu làm. Nguyên liệu cần chuẩn bị đó là gì? Đầu tiên là một cái hộp nè, một cái hũ tròn hay vuông cũng được, đó là tùy theo sở thích và những thứ các bạn có sẵn trong nhà cũng được. Nhớ có nắp nha.
Rồi tiếp theo là hai cái co. Các bạn ra ngoài tiệm điện nước nói người ta bán hai cái co. Ở đây mình lấy size nhỏ nhất, đó là size 21. Đó, mấy bạn cứ ra tiệm điện nước lấy, kêu người ta lấy cái co size nhỏ nhất là được, hai cái. Đây là cái ống cũng cùng size 21 đó luôn, để mình nhét vô bên trong nè, bạn thấy không? Rồi cái cách làm là như thế này. Đầu tiên là các bạn này, lấy cái co nè, đo cái lỗ ở đây nè. Đó, đo cái lỗ này, các bạn cắt một cái lỗ cho nó vừa với cái đầu của co này để làm sao để nhét vô được nè. Đó, lấy dao rọc giấy cắt cái lỗ nhét vô. Rồi đó, lấy một cái bên dưới. Rồi các bạn cắt thêm một cái lỗ bên phía bên trên này nữa. Đó. Đó, cắt một cái lỗ cũng vừa cái co này ở phía bên trên nha. Đây, để cho cái phần cá nó hút vào phía bên trên này và nó sẽ được giữ lại ở trên cái bong lọc của chúng ta. Đó, ok chưa? Đó, đó, các bạn để vị trí như thế này. Các bạn có thể để đối xứng và để một bên này, một cái bên này cũng được. Đó, nó tùy theo cái sở thích của các bạn, mắt thẩm mỹ của các bạn và cách bố trí trong hồ của các bạn như nào. Nói chung là một cái trên, một cái dưới là được. À, còn mình thì mình để đối diện vậy cho mình dễ cắt. Rồi, gắn vô. Rồi, ok ha. Chúng ta lấy cái silicon và súng bắn keo cố định cái này lại. Để cho nó khỏi có không khí lọt vô. Rồi, dán nó lại nha. Dán tay trái khó quá. Rồi, một bên. Rồi xíu cho nó khô rồi mình dán tiếp bên kia. Rồi, đây mình dán xong rồi nè mấy bạn. Đó. Dán cho nó cố định như là được. Dán đẹp hay xấu đó là do trình độ kỹ năng của mấy bạn. Mình dán xấu quá à, mà không sao đâu, xài được là được rồi. Rồi, đó. Các bạn đo một cái ống. Làm sao mà để cho nhét nè, nhét bên dưới lên này nè. Nó sẽ cách cái đáy này ra một xíu. Đó, mấy bạn thấy nó cách cái đáy ra một xíu không? Để cho nó hút cái phân vô. Chứ mấy bạn mà để mà nó bằng cái đáy luôn là nó đâu có lỗ hổng đi hút phân đâu. Đó. Cách cái đáy ra một xíu. Đó, hở một chút giống vậy nè. Đó. Rồi cắt một cái ống. Nối lên trên này. Đây là cái ống mà chúng ta sẽ xả oxy lên. Đó, oxy sẽ theo cái đường này lên. Thì cái này tùy vào cái chiều cao của hồ các bạn. Để gần tới mặt hồ luôn mấy bạn. Để gần tới mặt hồ để cho oxy nó bay lên, cho nó đỡ phải đọng nước nhiều. Rồi đó, thì bên ngoài là cơ bản vậy là xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cần một ít là nham thạch. Bỏ vô. Các bạn bỏ nham thạch vô. Ở đây có gì sỏi nữa chứ. Các bạn có sứ lọc thì bỏ sứ lọc vô, còn không thì bỏ nham thạch hết cũng được. Ở đây mình hết sứ lọc rồi cho nên mình bỏ hai cục nè. Rồi. Đó, nó như vậy. Rồi cái lớp trên cục đó là cái lớp bông lọc. Các bạn để bông lọc vô. Rồi, để bông lọc nhớ để cho cái miệng của cái ống hút nè. Đó, nó ngay chỗ cái bông lọc. Để cho cái phân cá nó bay vô và nó sẽ giữ được ở lại chỗ cái bông lọc này. Mà chúng ta vệ sinh nó cũng dễ hơn. Đó, giờ là xong rồi các bạn. Để nắp lại. À không, chừng nào bỏ vô hồ cá xong nước nó tràn vô trong đây hết rồi hãy để nắp lại nha. Thì nếu mà các bạn vừa dán xong như vậy nè,
các bạn để khoảng các bạn ngâm nước khoảng chừng là nửa ngày đến một ngày rồi đem vô xài. Mình thì mình thử rồi, mình đem vô xài luôn thì nó cũng không sao hết, nhưng mà tốt nhất các bạn nên ngâm nước khoảng chừng một ngày nha. Đó, rồi bây giờ mình sẽ đem vô sử dụng cho mấy bạn coi. Rồi mình bỏ vô hồ cá rồi nè mấy bạn. Lấy cái dây oxy nè, nó nhét thẳng vô cái ống vào của mình, nhét vô. Đó, nhét vô thấy nó sủi lên là được. Mình để sủi nhỏ thôi, tại vì cá của mình nó có vẻ nó không thích sủi mạnh cho lắm. Đấy, một xíu. Rồi, ok, vậy là xong rồi đó. Rồi, cái lọc của chúng ta như vậy là đã hoạt động rồi. Đó, mấy bạn thấy làm cái lọc này rất là dễ không? Nhưng mà cái công dụng của nó rất là lớn. Đó, thì các bạn nếu mà có thời gian thì hãy làm một cái để trong hồ cá với mình nha. Video của mình đến đây đã kết thúc. Thì xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn video sau nha. Tạm biệt các bạn.